Trong cuộc chiến tranh hiện đại, một mối đe dọa ngày càng gia tăng và khiến cả những cường quốc quân sự phải dè chừng chính là những chiếc máy bay không người lái UAV, giá rẻ nhưng vô cùng hiệu quả. Với kích thước nhỏ gọn, tốc độ cao và khả năng tàng hình trước radar, những chiếc UAV này đang trở thành vũ khí chiến lược mà không quốc gia nào có thể bỏ qua. Trong bối cảnh chiến sự ở Ukraine, chúng ta đã chứng kiến sự bùng nổ của UAV thương mại, ban đầu chỉ được dùng để chụp ảnh và quay phim, giờ đây đã biến thành những quả bom bay mini, những chiếc UAV nhỏ bé, với tốc độ có thể đạt đến 150 km/h, dễ dàng mang theo những quả bom hoặc chất nổ, lao thẳng vào các mục tiêu như xe tăng hay căn cứ quân sự, gây thiệt hại nặng nề mà không ai có thể ngờ tới. Chúng bay lượn như những bóng ma, khó phát hiện và khó tiêu diệt, khiến bất kỳ lực lượng quân đội nào cũng phải đau đầu. Với khả năng được làm từ những vật liệu như sợi carbon, sợi thủy tinh hay thậm chí là giấy bìa, các UAV này gần như vô hình trên radar. Điều này khiến chúng trở thành những kẻ tấn công lén lút nhưng cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần một binh sĩ đơn lẻ với chiếc UAV và một chút kỹ năng, họ có thể làm chậm hoặc thậm chí làm tê liệt hoàn toàn đội hình địch, biến chiến trường thành một nơi vô cùng bất ổn. Việt Nam cũng không thể đứng ngoài cuộc trong việc phát triển và nghiên cứu các biện pháp đối phó với loại vũ khí này. Trong bối cảnh an ninh quốc gia luôn là ưu tiên hàng đầu, việc nâng cao năng lực phòng thủ trước UAV là điều vô cùng cần thiết. Để bảo vệ Tổ quốc, chúng ta cần không chỉ cổ vũ mà còn tích cực nghiên cứu, phát triển các công nghệ chống lại UAV hiện đại, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và duy trì sự ổn định trên mọi mặt trận. Những chiếc UAV hiện đại, rẻ tiền nhưng hiệu quả này không chỉ là công cụ chiến đấu của hiện tại, mà còn là biểu tượng của chiến tranh tương lai. Việt Nam cần nhanh chóng bước vào cuộc đua này, không chỉ để tự vệ mà còn để khẳng định vị thế của mình trong việc bảo vệ hòa bình và an ninh quốc gia. Hãy tưởng tượng bạn đang trên một chiến hạm giữa đại dương, mọi thứ dường như bình yên. Đột nhiên, từ xa, một chiếc cano nhỏ không người lái lao đến với tốc độ kinh hoàng. Đây không phải là một chiếc cano bình thường, nó được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ tự sát, nhắm thẳng vào tàu chiến của bạn. Những chiếc cano này, dù nhỏ bé, nhưng lại mang trong mình sự nguy hiểm khủng khiếp. Điều làm cho chúng trở nên đáng sợ hơn chính là khả năng tránh né cực kỳ tinh vi. Với tốc độ và sự linh hoạt, chúng có thể thay đổi hướng đi một cách nhanh chóng, khiến việc tiêu diệt chúng trở thành một thử thách lớn. Dù bạn có sử dụng súng phòng không, tên lửa, hay bất kỳ biện pháp nào khác, việc nhắm trúng và phá hủy những chiếc cano này là cực kỳ khó khăn. Mỗi khi chúng tiếp cận, khả năng gây thiệt hại lớn là rất cao. Chỉ một cú va chạm thành công cũng đủ để gây ra hậu quả thảm khốc. Đây chính là lý do tại sao các lực lượng hải quân trên toàn thế giới, bao gồm cả Việt Nam, cần đặc biệt chú ý và nghiên cứu cách khống chế loại vũ khí nguy hiểm này. Bạn có biết loại bom này đáng sợ đến mức nào không? Nó không chỉ là cơn ác mộng của bộ binh mà ngay cả những chiếc xe tăng kiên cố cũng trở thành nạn nhân trong nháy mắt. Chỉ trong vài phút, hàng nghìn binh lính có thể bị hạ gục, hàng trăm chiếc xe tăng có thể bị phá hủy. Loại vũ khí này được gọi là bom chùm, một trong những cỗ máy hủy diệt khủng khiếp nhất mà nhân loại từng tạo ra. Nguyên lý hoạt động của bom chùm rất đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Một quả bom lớn chứa hàng trăm, thậm chí hàng ngàn quả bom nhỏ bên trong. Khi được phóng từ máy bay hoặc tên lửa, bom chùm sẽ tự động tách vỏ khi đạt đến một độ cao nhất định, sau đó, hàng loạt bom nhỏ sẽ rơi xuống như mưa. Những quả bom này không chỉ tạo ra vụ nổ mà còn phát ra hàng nghìn mảnh đạn sắc bén khi chạm đất, gây ra thiệt hại trên diện rộng. Khả năng tấn công của bom chùm là đáng sợ bởi vì hệ thống phòng không gần như không thể ngăn chặn được một lượng lớn bom nhỏ rơi xuống cùng lúc. Khi chạm đất, những mảnh đạn sắc bén từ bom chùm có thể bao phủ một diện tích lên đến hàng chục nghìn mét vuông. Trong khu vực bị bom chùm tấn công, dù không tử vong ngay lập tức thì các nạn nhân cũng sẽ bị thương nghiêm trọng. Loại vũ khí này ban đầu được phát minh bởi Đức, sau đó Mỹ, Nga và nhiều quốc gia khác đã nhanh chóng áp dụng vào chiến tranh. Trong chiến tranh Việt Nam và Lào, Mỹ đã sử dụng bom chùm trên quy mô lớn, biến mặt đất thành biển lửa. Nhưng khủng khiếp nhất phải kể đến chiến tranh Iraq, nơi mà quân đội Mỹ đã thả những quả bom chùm chứa đầy đinh sắt xuống, khiến cho lính Iraq không có cơ hội phản kháng. Chỉ trong vài phút, hàng nghìn người đã thiệt mạng, và cảnh tượng tại hiện trường thật sự kinh hoàng. Những người sống sót, dù thể chất hay tinh thần, đều bị ám ảnh và tổn thương vĩnh viễn, buộc họ phải giơ tay đầu hàng. Cũng chính vì sự khủng khiếp của loại vũ khí này mà vào năm 2008, một hiệp ước quốc tế đã được ký kết nhằm cấm sử dụng bom chùm. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn còn nhiều quốc gia chưa chấp thuận việc loại bỏ hoàn toàn loại vũ khí này, khiến thế giới tiếp tục đối mặt với mối đe dọa từ bom chùm trong các cuộc xung đột tương lai. Monsanto, công ty bị xem là độc ác nhất trong lịch sử. Khi nhắc đến cái tên Monsanto, có thể nhiều người chưa biết rõ, nhưng khi đề cập đến công nghệ chuyển gen, hầu như ai cũng đã nghe qua. Monsanto chính là tập đoàn đứng sau sự thương mại hóa công nghệ chuyển gen này, và họ bị coi là một trong những công ty độc ác nhất trong lịch sử. Monsanto bắt đầu sự nghiệp của mình với việc sản xuất siromo, một chất chỉ cần một lượng rất nhỏ đã có thể làm cho thực phẩm trở nên ngọt hơn. Nói đơn giản, đó chính là bột ngọt công nghiệp. Chất này không chỉ gây kích ứng da, dị ứng mà còn có thể gây ra các dị tật ở trẻ sơ sinh và được xếp vào loại chất gây ung thư cấp độ 1. Bạn có nghĩ rằng công ty này không biết điều đó? Họ tất nhiên biết, nhưng để kiếm lợi nhuận, họ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn làm giả dữ liệu để tiếp tục sử dụng sức khỏe của người khác làm nguồn thu nhập. Điều làm người ta phẫn nộ nhất là việc Monsanto hợp tác sản xuất một loại hóa chất nổi tiếng, được biết đến với tên gọi chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam. Loại hóa chất này có thể làm cho cây cối héo rũ ngay lập tức và khiến cả rừng cây trở nên trơ trụi. Chỉ cần một chút, nó có thể giết chết 1,5 vạn người. Trong chiến tranh, quân đội Mỹ đã phun khoảng 76 triệu lít hóa chất này lên Việt Nam. Sau chiến tranh, Việt Nam chứng kiến hàng loạt ca dị tật bẩm sinh và thậm chí cả những binh lính Mỹ từng tiếp xúc với chất độc này cũng bị ảnh hưởng. Họ mắc các bệnh tim mạch, ung thư, tiểu đường với tỷ lệ cao hơn bình thường, và tuổi thọ của họ bị giảm sút nghiêm trọng. Tuy nhiên, những hành động này chỉ là một phần trong lịch sử đen tối của Monsanto, khi được coi là công ty độc ác nhất lịch sử. Điều này không hề sai chút nào. Chernobyl, sự kinh hoàng tột độ. Chernobyl là một trong những thảm họa kinh hoàng nhất trong lịch sử, diễn ra tại Liên Xô cũ. Khi vụ nổ tại nhà máy điện hạt nhân xảy ra, các lính cứu hỏa đã được điều đến hiện trường ngay lập tức. Tuy nhiên, không ai nói với họ về mức độ nguy hiểm của tình hình, và họ không được trang bị bất kỳ bộ đồ bảo hộ nào khi tham gia vào công việc dập lửa và làm sạch khu vực nhiễm xạ. Ngay khi vừa đến nơi, phản ứng đầu tiên của các lính cứu hỏa là cảm giác đau rát ở mắt và khó thở. Một số người thậm chí đã phát hiện da mình bị đỏ và sưng lên. Họ thay phiên nhau làm việc, mỗi nhóm chỉ làm sạch trong vài phút rồi được thay bằng nhóm khác, tiếp tục quá trình cho đến khi dọn sạch hết các chất thải hạt nhân trên mái nhà. Trong vài tuần sau đó, tổng cộng 600.000 người đã được điều động để tham gia vào công việc dọn dẹp này, dù tình hình đã trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Do tiếp xúc trực tiếp với liều lượng lớn các chất phóng xạ, nhiều lính cứu hỏa trong nhóm đầu tiên đã qua đời không lâu sau vụ tai nạn. Trong số 600.000 người tham gia dọn dẹp, hơn 25.000 người đã mất mạng vì hậu quả của sự nhiễm xạ. Sự hy sinh của họ đã giúp ngăn chặn thảm họa lan rộng hơn, nhưng Chernobyl vẫn được xem là một trong những thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử. Lượng phóng xạ phát tán từ vụ nổ này được ước tính là lớn gấp nhiều lần so với bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki. Không chỉ ảnh hưởng đến Ukraine, thảm họa này còn gây hậu quả nghiêm trọng ở Belarus, Nga và lan rộng sang châu Âu. Mức độ nghiêm trọng của nó còn vượt xa thảm họa Fukushima ở Nhật Bản năm 2011, cho thấy mức độ khủng khiếp mà người Liên Xô đã phải đối mặt. Vũ khí kinh hoàng nhất trên chiến trường. Đây là loại vũ khí khiến bất kỳ ai cũng phải kinh sợ trên chiến trường. Độ kinh khủng của nó đến mức ngay cả những chiếc xe tăng được bọc thép cũng khó lòng thoát khỏi. Chỉ cần một quả bom có thể bao phủ khu vực hàng trăm mét vuông. Đây chính là vũ khí hiện đại được gọi là mưa bom phân tử, một loại bom phân tán cực nhanh. Bom này thường được gọi là bom chùm, gồm hai phần, bộ phận phóng và các quả bom nhỏ. Bộ phận phóng có thể chứa hàng chục, thậm chí hàng trăm quả bom nhỏ bên trong. Những quả bom này có thể được phóng từ súng cối, xe tăng hoặc máy bay. Khi bom tiếp cận mục tiêu, các cơ chế kích hoạt bên trong được kích nổ ngẫu nhiên, làm cho hàng trăm quả bom nhỏ rơi từ trên trời xuống, phát nổ ngay khi chạm đất. Mỗi vụ nổ tạo ra áp lực cao và tung ra một lượng lớn mảnh vỡ. Điều làm cho loại bom này trở nên đáng sợ hơn là không phải tất cả các quả bom nhỏ đều nổ ngay lập tức. Một số vẫn còn nguyên và trở thành những quả mìn rải rác trên mặt đất, tạo mối đe dọa lâu dài cho người dân. Trong cuộc xung đột tại Lebanon năm 2006, Israel đã thả khoảng 4 triệu quả bom chùm vào lãnh thổ Lebanon, trong đó có khoảng 1 triệu quả không nổ ngay lập tức. Không ai biết chúng sẽ phát nổ khi nào, đôi khi chúng thậm chí còn bị trẻ em nhặt lên và chơi như đồ chơi. Vì những lý do này, Hội Chữ Thập Đỏ và các tổ chức nhân quyền đã kêu gọi cấm sử dụng bom chùm. Vào tháng 5 năm 2008, 107 quốc gia đã ký kết hiệp ước tại Berlin để cấm loại vũ khí này. Tuy nhiên, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Israel và Ukraine đã không tham gia hiệp ước. Lý do Trung Quốc không ký kết rất đơn giản, các quốc gia này là những nhà sản xuất chính của loại vũ khí này. Mặc dù nước ta cũng sản xuất loại vũ khí này, nhưng chúng ta chưa bao giờ sử dụng nó. Chúng ta có thể không cần sử dụng, nhưng việc sở hữu nó đảm bảo rằng đối phương sẽ không dám dễ dàng tấn công chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu bạn thấy nội dung thú vị và bổ ích, hãy nhấn like và share để lan tỏa đến nhiều người hơn nữa. Đừng quên đăng ký kênh Love Nha Trang để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực để chúng tôi tiếp tục mang đến những điều mới mẻ và hấp dẫn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.